các em thân mến, trong video này thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái bài toán tìm giá trị của tham số m để bất phương trình có tập nghiệm là R hay nói cái khác là bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R. thế thì ở đây cái bài này tại sao thầy lựa chọn để giải đáp bởi vì là ở đây chúng ta thấy cái cái bất phương trình của mình nó tương đối là lạ so với những cái gì mà thầy đã giải cho các bạn trong các cái video ở trên kênh. Thế thì đối với bất phương trình này Tuy nó lạ nhưng nó vẫn có những cái điều đặc biệt mà chúng ta có thể khai thác được và xử lý dựa trên cái bất phương trình bậc hai mà chúng ta vẫn làm. Thế thì cái điều đặc biệt ở đây nó là gì? À, trước hết thì đối với thầy khi mà giải các cái bất phương trình mà chứa dấu giá trị tuyệt đối thì thầy thường sẽ đưa về cái dạng bất phương trình tích để chúng ta xử lý cho nó dễ. Tức là chúng ta sẽ nhìn được dấu ở đó. À, với cái việc là ban đầu ấy thì khi mà thầy nghĩ về cái x bình trừ x cộng 2 là một cái số dương ý, thì thầy cũng nghĩ rằng là uh, mình sẽ làm sao để đẩy nó xuống mẫu đúng không? Đấy, để lát nữa khi quy đồng lên ý, thì cả từ và mẫu của nó thế sẽ cái mẫu của nó chỉ mang một dấu thôi thì mình sẽ dễ hơn. Nhưng mà với cái việc là ở bài toán này chúng ta có tập nghiệm là er thì chúng ta sẽ không cần phải làm như vậy. À, trước hết là chúng ta sẽ vận dụng để biến đổi để làm mất cái dấu giá trị tuyệt đối trước à, ở đây thì có hai cách mà các bạn có thể làm cách thứ nhất là các bạn có thể là đặt cái dấu giá trị tuyệt đối sau đó là các bạn làm... như thế này thầy viết lại cái điều kiện mà chúng ta vẫn hay thường thường viết đúng không a giá trị tuyệt đối của a mà nhỏ hơn hoặc bằng b với b lớn hơn không ấy thì nó sẽ tương đương với là a lớn hơn hoặc bằng âm b và nhỏ hơn hoặc bằng b. Đấy chúng ta có thể sử dụng cái này, sau đó chúng ta ghép hai cái bất phương trình vào. còn cách thứ hai là chúng ta có thể dùng cái 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 đưa về tích tức là gì ạ? Chúng ta sẽ dùng cái bình phương, tức là nếu a mà nhỏ hơn b vẫn với b lớn hơn 0 nhé. Còn b bằng 0 hay nhỏ hơn 0 thì nó là trường hợp rất là đặc biệt rồi, đúng không ạ? Cái này thì sẽ tương đương với lại a bình phương nhỏ hơn hoặc bằng b bình phương và từ đây thì chúng ta cũng ghép nó vào chúng ta sẽ có được là a trừ b nhân với lại a cộng b tức là tôi đưa về phương trình tích ấy, nhỏ bằng không thì cả hai cách xử lý này nó đều giống nhau đều giống nhau các em nhé đấy cả hai cách này đều giống nhau vậy thì ở đây thầy sẽ sử dụng một cách biến đổi cho nó gọn gàng tức là đưa về tích để cùng phân tích cho các em hình dung là được vấn đề Uhm, lẽ ra là, là mình sẽ phải đặt điều kiện trước nhưng thầy để cái điều kiện sau mà để à, phá dấu trị tuyệt đối trước tức là khử cái dấu giá trị tuyệt đối trước cụ thể ở đây là chúng ta có như sau cái bất phương trình của mình sẽ tương đương với bất phương trình sẽ tương đương với thì đầu tiên là các em bình phương lên thì nó sẽ mất dấu giá trị tuyệt đối vì ở đây là hai vế không âm nên là chúng ta có thể bình phương được từ hai x cộng với hai chia cho x bình phương trừ đi 2 mx cộng với 9 tất cả bình phương trừ đi 3 bình phương ở đây nhỏ hơn hoặc bằng 0 đấy thì cái này ta thấy cũng làm tắt một chút bình phương sau đó rồi chúng ta chuyển vế đổi dấu rồi đến đây thì chúng ta vận dụng hàng đẳng thức thay vì việc là chúng ta phá cái dấu giá trị tuyệt đối này à xin lỗi phá dùng hàng đẳng thức bình phương rồi quy đồng đúng không ạ chúng ta sẽ làm như sau x bình phương trừ đi 2x cộng 2 chia cho x bình phương trừ đi 2mx cộng với 9 trừ 3 nhân với x bình phương trừ 2x cộng 2 chia cho x bình phương trừ đi 2mx cộng với 9 cộng với 3 nhỏ hơn hoặc bằng 0 rồi, đến đây thì chúng ta sẽ uh, quy đồng mẫu lên một chút đúng không, chúng ta tiến hành quy đồng mẫu uh, nhưng mà thực chất là thầy sẽ quy đồng mẫu ở đây thôi đấy, thầy không quy đồng mẫu ở đây thế thì ở đây có một cái, cái chỗ mà chúng ta cần phải để ý để chúng ta biến đổi cái bất phương trình này, thầy gọi là bất phương trình sao, ký hiệu cái này là sao, rồi thế thì uh, vì là bất phương trình nghiệm đúng với mọi x chúng ta đang cần đấy, đúng không ạ bất phương trình nghiệm đúng với mọi x nghiệm đúng với mọi x thuộc r tức là tập nghiệm là r đấy đúng không ạ thì điều đó có nghĩa rằng là cái 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 điều kiện xác định của tôi cũng phải là đúng với mọi x thuộc r nên x bình phương trừ đi 2 mx cộng với 9 nó cũng phải khác không với mọi x thuộc R. Cái này rất là quan trọng. Cái khác không tức là nó không thể bằng không được. Đúng không ạ? Chúng ta hình dung như vậy. Thế thì tức là nó không có giá trị nào của x làm cho nó bằng không hay nó cách khác nó không có nghiệm. Cái này đồng nghĩa với việc là x bình phương trừ đi 2 mx cộng với 9 bằng 0. Cái này là vô nghiệm. Vô nghiệm. Đấy, thì vô nghiệm, cái này sẽ tương đương với lại m bình phương của tôi á mà các bạn dùng cái 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 delta phẩy đúng không ạ? m bình phương trừ 9 là nhỏ hơn 0. Và điều này sẽ tương đương với lại uh, m giá trị tuyệt đối của m nhỏ hơn 3. m lớn hơn chữ -3 hay là thầy viết dưới dạng khoảng đoạn đi cho các bạn dễ nhìn. Ở đây thì mình sẽ có m sẽ thuộc vào cái khoảng từ chữ -3 đến 3. Đấy, thầy viết khoảng đoạn cho các bạn dễ lát, lát nữa chúng ta sẽ dễ lấy cái cái dao của chúng rồi sau đây khi đến đây sau khi đến đây thì chúng ta lại dùng cái nguyên lý của tam thức bậc hai thì chúng ta biết rằng là khi mà delta nhỏ hơn không cái này cũng chính là delta đấy các bạn nhé delta là delta phẩy đấy. đấy khi mà delta phẩy nhỏ hơn không delta phẩy nhỏ hơn không thì cái x bình trừ đi 2 mx x bình trừ đi 2 m, x cộng với 9 này của tôi này luôn luôn mang một dấu và dấu đó cùng với dấu của hệ số a. Và hệ số a đây bằng 1. Như vậy dấu của nó sẽ là dấu dương với mọi x thuộc R. Đấy, cái điều này rất là hay và tạo được cho chúng ta cái 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 ý tưởng để chúng ta giải quyết được cái cái bất phương trình sao này. Đấy, khi mà nó dương đồng thời với việc Đồng thời với việc là x bình trừ đi 2x cộng với 2 cũng là một số dương. Cũng là một số dương với mọi x thuộc R. Còn cái này thì dễ rồi các bạn biết rồi. Một là chúng ta có thể dùng delta hoặc delta phẩy đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ phân tích được một chút. Và tách 2 ra thành 1 cộng 1. Để giải thích cho việc là nó luôn luôn lớn không với mọi x thuộc R. Từ cái ý tưởng này, từ hai cái này thì chúng ta dễ dàng suy ra được là cái thương tức là hai Đây cái thương này x bình trừ đi 2 mở x cộng 9 nhỉ Đấy, cộng với 3 tức là bản thân cái này đã dương rồi không cộng với 3 nữa thì lúc nào nó cũng lớn hơn không với mọi x thuộc R Đấy. cái đây chính là cái mà người ta giấu nó đi và chúng ta sẽ sẽ khai thác nó khi mà nó dương với mọi x thuộc R rồi thì sao ạ thì cái bất phương trình sao của mình bất phương trình sao nhé nó sẽ chỉ tương đương với cái thằng này mang dấu dương thôi, đúng không ạ? Tức là gì? Chúng ta sẽ có được là x bình trừ đi 2x cộng với 2. x bình trừ đi 2mx cộng với 9 trừ đi 3 thì nó phải nhỏ hơn cùng lắm là bằng 0. Đấy, chỗ này chúng ta phải để ý. Cùng nắm là nhỏ hơn hoặc bằng 0 các bạn nhé. Đấy thầy nhắc lại cái phân tích cái chỗ đoạn phân tích này là cái chỗ đoạn mà chúng ta cần phải để ý rất nhiều đấy rồi tiếp tục đến đây thì các em có thể làm gì ạ có thể quy đồng mẫu lên thôi đúng không ạ cái này cái này bất phương trình này bất phương trình ban đầu ấy muốn có nghiệm với mọi x thuộc r đúng không thì rõ ràng là trong trường hợp này chúng ta thấy uh, quy đồng mẫu lên x bình trừ đi 2x cộng với 2 Đấy, mẫu chung ở đây là x bình trừ 2 mx cộng với 9 cộng 9 cái này trừ 3 nên là nhân 3 vào 3x bình này cộng với lại 6 mx này 39 bằng 27 này Đấy, trừ 27 chúng ta đổi dấu đi nhỏ hơn hoặc bằng 0 Đấy, chúng ta viết tiếp một chút nữa là x bình trừ đi 2x xin lỗi chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở đây em sẽ thực hiện phép tính ở đây chúng ta có cái gì ạ à, trừ 2x bình phương cái này chúng ta nhóm ra ngoài nhóm này là nhóm uh, dương 2 đi đúng không chúng ta sẽ có được là 3m 3m cộng 1 Đấy, các bạn uh, tính toán lại hội thành một chút 3m 1 chứ hồi cộng 1 Chúng ta có 3M 1 3M 1 ở đây Nhân với x Đấy Cộng 2 trừ đi 27 Thì là trừ đi 25 Cộng 2 trừ 27 là trừ 25 đúng rồi Nhỏ hơn hoặc bằng 0 cái này chúng ta sẽ viết xuống dưới này x bình trừ đi 2 mx cộng với 9 nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 0 Đấy Nhưng mà vì là khi mà có cái điều kiện là bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R ấy, thì cái mẫu của mình đã dương rồi Đúng không? Nên cái này nó chỉ tương đương với là gì đó Cái chỗ với mọi x thuộc R thầy không viết nữa nhé Đấy thì thầy biến đổi như thế này À, đến đây thì chúng ta chỉ cần là cái tử bởi vì mẫu của nó dương rồi nên là tử của nó là 2x bình cộng với 2 nhân với lại 3m trừ 1 nhân với x trừ đi 25 nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mẫu x thực r Đấy. nhớ là tất cả những cái này đều với mẫu x thuộc r mà thầy không viết thôi đấy, đấy là điều mà chúng ta có thể để ý được thầy nhắc lại là cái này cái này nó mang dấu dương rồi cái chỗ này là nhiều bạn phải để ý do những cái điều kiện mà chúng ta đã có từ trên đương nhiên lát nữa thì chúng ta phải kết hợp với cái điều kiện là m thuộc vào khoảng âm 3 đến 3 này rồi đến đây thì nó trở thành một cái bài toán hết sức là quen thuộc rồi với cái bất phương trình bậc 2 đúng không thì cái này sẽ để ý cho thầy là thầy sẽ thường là để dấu dương ở đây 2x bình trừ đi 2 nhân với lại 3m trừ 1 nhân với x cộng với 25. Cái này sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Và cái này thì tương đương với cái delta delta phẩy ở đây thầy chọn delta phẩy 3m trừ đi 1 tất cả bình phương trừ đi 2 nhân với 25. Cái delta phẩy của mình phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Ở đây có thể xảy ra dấu bằng bởi vì mình có dấu bằng ở đây. Đấy. Rồi, đến đây thì chúng ta dễ dàng tìm được cái giá trị của m đúng không? À, chúng ta có thể chuyển vế đổi dấu để nhìn cho nó dễ hơn đúng không? thầy thì thầy thường hay giải như thế này ba m thầy không đưa về bậc hai nữa bậc hai nó khó nhìn nhỏ hơn hoặc bằng là năm mươi tất cả bình nhé đấy điều này tương đương với giá trị tuyệt đối của ba m trừ một nhỏ hơn hoặc bằng là năm căn hai năm căn hai Đến đây chúng ta sẽ tìm được là giá trị của m 3m 1 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 5 căn 2 lớn hơn hoặc bằng là trừ 5 căn 2 Đấy. Bạn nào mà không biết cái cách giải bằng giá trị tuyệt đối này thì bạn có thể là dùng bất phương trình bậc 2 bình thường nhé Đấy. Chúng ta có thể dùng bất phương trình bậc 2 Như vậy 3m ở đây sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 cộng với 5 căn 2 Cái này là 1 trừ đi 5 căn 2 sau đó chúng ta chia cho 3 Chia 3 Thì chúng ta được là M sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 cộng với 5 căn 2 Trên 3 Và cái này là 1 trừ 5 căn 2 Trên 3 Đấy Thế thì các em nhìn thấy rằng là Lớn hơn hoặc bằng Đấy Chúng ta sẽ phải kết hợp cái này với cái điều kiện điều kiện mình có ở đây đó là m thuộc vào cái khoảng từ âm 3 đến 3. Chúng ta sẽ kết hợp với điều kiện. Kết hợp điều kiện m thuộc vào cái khoảng từ âm 3 đến 3. Chúng ta so sánh một chút thôi. Cái cái này là 5 5 căn 2. Đấy, 5 căn 2 thì chắc chắn là nó nhỏ hơn nhỏ hơn âm chín rồi đúng không cái này nhỏ hơn âm chín như vậy sẽ lấy cái giá trị này cái giá trị này đấy em để ý cái giá trị này nhé chúng ta tính nhé nếu bạn bạn nào không biết tính thì chúng ta có thể thử thôi còn cái giá trị này thì nó lại thế uh, nào cũng nhỏ hơn vậy là chúng ta sẽ lấy thuộc bây giờ thầy sẽ tính lại một chút Xem là cái giá trị này nó bằng khoảng bao nhiêu Các bạn dùng máy tính để các bạn tính lại Xem là nó nhỏ hơn bao nhiêu nhé Đấy Thầy thì thầy tính một cách tương đối thôi Ví dụ như căn 2 thì bây giờ nó nhỏ hơn 4 Đấy 4 thì nhỏ hơn căn 4 đấy xin lỗi Nhỏ hơn căn 4 thì Nó sẽ là 10 Như vậy cái này sẽ nhỏ hơn 5 cộng với lại 10 nhỉ vậy cũng chưa 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 xác định được. bên kia thì xác định được rồi, cái kia thì nhỏ hơn hẳn 10 rồi. Đấy chúng ta sẽ cần tính cho thầy một chút. Em cái giá trị là 1 trừ 5 căn 2. 1 trừ 5 căn 2. Rồi như vậy là giá trị này sẽ lớn sẽ nhỏ hơn 3. Còn giá trị 1 trừ 5 căn 2 thì sẽ lớn hơn lớn hơn âm 3. 1 Đấy, nó lớn hơn âm 3. Như vậy là nó sẽ thuộc cái khoảng bên trên này các bạn nhé. Đấy, sau khi kết hợp lại điều kiện thì ta sẽ được Câu tính của thầy nó hơi lâu. Uh, thầy nhẩm thì sợ nó sai. Nên là buộc phải dùng máy tính để chúng ta tính. Thì chúng ta sẽ được là m ở đây sẽ lớn hơn hoặc bằng 1 trừ đi 5 căn 2 trên 3 và nhỏ hơn 1 cộng với 5 căn 2 trên 3. Thì các cái phần tính toán thì các em có thể chuẩn lại một chút. Nhưng mà cái ý tưởng cơ bản ở đây thì là dựa trên việc đây. Nó phức tạp nhất là cái cái đoạn này. Đấy, nó phức tạp nhất là cái đoạn này thì các em xử lý một cách khéo léo thì mình sẽ sẽ, sẽ xử lý được thôi đúng không? ạ quan trọng nhất là chúng ta xử lý cái đoạn này đoạn này. Đấy. Các em thân mến như vậy là trong cái video này thầy đã hướng dẫn cho các em một cái bài toán khá là hay liên quan đến tìm giá trị của, của tham số m để bất phương trình uh, nghiệm đúng với mọi x thuộc R hay là có tập nghiệm là R À, rất mong là các em có ý kiến gì thì các em có thể trao đổi trong phần bình luận ở bên dưới video cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại đừng quên like và chia sẻ video nếu như cảm thấy video có ích xin cảm ơn các em xin chào tạm biệt